Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: bạn là chim sẻ, khổng tước hay phượng hoàng? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ấn tượng nhất, cũng như là bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ tiến hành trải bài cho từng tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này. Tụ bài số 1 cho câu hỏi: bạn là chim sẻ, khổng tước hay phượng hoàng? Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi này. Hãy để cho bản thân bạn thoải mái nhất, thư giãn tâm trí. Bạn là chim sẻ, khổng tước hay phượng hoàng? Ồ. Rồi. Mình đã có một chút tín hiệu liên quan đến đáp án rồi đấy. Nhưng mình sẽ trải luôn hai lá còn lại. Bạn là chim sẻ. Tại sao mình lại nói như vậy? Đầu tiên khi nhìn vào trải bài, bạn biết mà, chim sẻ sẽ bắt đầu mùa sinh sản là vào khi nào? Chúng thích không khí ra sao? Và đại diện của chim sẻ mang biểu tượng gì? Chim sẻ thường xuất hiện nhiều vào mùa xuân, đầu xuân và giữa hạ. Mùa thu đông, nó sẽ di cư đến những nơi ấm áp hơn. Chúng không thích sự thay đổi quá nhiều bởi vì chúng quen ở một môi trường nhất định. Và đặc biệt, chim sẻ đại biểu cho tình yêu trong thần thoại Hy Lạp đấy. Và nó đại diện cho sự kết nối về mặt linh hồn mà không mưu cầu những ham muốn vật chất. Và đó chính là bạn. Đấy, trong ngôn sống của bạn là gì? Bướm bướm kìa. Trong ngôn sống của bạn là gì? Hạnh phúc với những gì mình đang có, trân trọng cuộc sống hiện tại, hướng đến những giá trị tích cực trong tương lai. Bạn luôn tìm kiếm những cách để có thể vượt qua những trạng thái tiêu cực về cuộc đời này. Về những khoảnh khắc mà bạn cảm giác như là: ôi, một ngày thật là tồi tệ làm sao. Bạn không quá ham mê vật chất đâu. Nhưng cái việc mà bạn làm việc, đúng không? Việc mà bạn chăm chỉ với công việc hiện tại nè, nó giúp cho bạn có được một nguồn tiền chi trả cho những sở thích, những nhu cầu thiết yếu của bạn. Chứ nói thật, nếu nói rằng bạn là một người ham mê vật chất, câu trả lời là không. Bởi vì ngay chim sẻ nó cũng đâu có tham vọng gì đâu. Nó không có nhu cầu phải di dân. Nó cũng không có nhu cầu phải ăn những cái món cao sơn mỹ vị. Nó chỉ ăn những cái hạt thôi và những con sâu thôi. Và đồng thời, dáng của con chim nó như thế nào nào? Nhỏ nhắn đáng yêu, đúng không? Cho nên trong mắt của mọi người, bạn cũng như vậy đấy. Một người luôn luôn mang một nguồn năng lượng tích cực, lạc quan, yêu đời. Bạn không quá đẹp, nhưng ở bạn toát ra một nguồn năng lượng của tươi sáng, của niềm tin, của một hy vọng tốt về tương lai. Chẳng cần biết tương lai nó sẽ như thế nào, chẳng cần biết quá khứ đã diễn ra ra sao, nhưng đối với bạn, từng khoảnh khắc bạn sống trên đời này đã là điều quý giá nhất rồi. Đây, hiện tại xung quanh mình cũng đang có tiếng chim sẻ kêu nè. Mình rất thích chim sẻ, bởi vì cái tiếng hót của nó, bởi vì dáng người nhỏ bé của nó, phải gọi là dáng chim chứ, dáng chim nhỏ bé của nó. Và cũng bởi vì sự vui vẻ. Rất hiếm khi có được những con chim sẻ đi một mình. Thường là phượng hoàng bay một mình này, khổng tước kêu xa này. Con chim sẻ nó sẽ có một cái hội nhóm của nó sẽ có một cái cộng đồng của riêng nó. Cũng vì vậy mà những người ở tụ bài số 1, cho dù vô tình hay hữu ý, các bạn thu hút được nguồn năng lượng xung quanh các bạn, những mối quan hệ xung quanh các bạn, cho dù họ là người lạ hay người ghen, người quen, cho dù là người lạ hay người quen, bạn dễ dàng kết nối được. Trời ơi, bạn bắt chuyện với người lạ cực kỳ mềm mượt luôn mọi người ơi. Đừng có đặt câu hỏi rằng: ôi Thúy ơi, tại sao ấy, tôi rất là dễ hòa nhập với mọi người, sao mà tôi dễ hòa nhập với cộng đồng vậy? Thì bởi vì tính cách của bạn là vậy rồi, nguồn năng lượng của bạn là vậy rồi, thành ra đặt bạn ở đâu bạn cũng có thể sống được. Bạn dễ thương, hiền lành, hòa nhã,
Chưa kể nhé, nhìn cái vẻ bề ngoài như vậy thôi, nhưng mà nội tâm của bạn nè, dạt dào cảm xúc lắm. Bạn lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài một cái nguồn năng lượng tích cực, một nguồn năng lượng yêu đời, thoải mái, để che giấu một nội tâm dạt dào, rộng lớn và không có phương hướng. Tương lai của bạn, bạn định hướng như thế nào? Chưa rõ. Những ý định của bạn trong tương lai sẽ dẫn bạn đi đến đâu? Chưa rõ. Nhưng bạn tin rằng, đây giống như tinh thần của tụi bạn số 1, niềm tin về những giấc mơ, về những định hướng của mình. Cho dù bạn không biết rằng, những cái định hướng của tôi sẽ dẫn tôi về đi về đâu, đúng không? Những cái kế hoạch của tôi, cái công việc hiện tại tôi đang làm, những cái đam mê, những cái ước muốn, những cái mối quan hệ xung quanh tôi, nó sẽ tiếp diễn ra tương lai như thế nào, nó sẽ dẫn tôi đi đến một cái nơi nào đó. Bạn không biết, nhưng bạn đặt niềm tin vào nó. Bởi vì sao? Bởi vì đối với bạn, bạn sẽ trân trọng tất cả những gì đến với cuộc đời bạn. Cho dù nó là những điều tốt, cho dù nó là những điều xấu, bạn trân trọng hết. Bởi vì đối với bạn, mọi thứ đều trân quý, đều đáng quý như nhau. Và bạn sẽ dùng, đây, bạn sẽ dùng một tinh thần lạc quan nhất, tích cực nhất để đón nhận mọi thứ. Cho dù bạn biết rằng, với năng lực của bản thân mình thì không biết rằng bản thân mình tương lai nó sẽ đi đâu về đâu. Bạn có nhiều suy nghĩ hơn so với cái giao diện bề ngoài của bạn. Nếu như giao diện bề ngoài của bạn, bạn là một người vui tươi lạc quan, không nghĩ nhiều về tương lai, thì ở trong nội tâm bạn hay suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Một nội tâm vô định và không rõ cái kết của bản thân mình là gì. Nếu như cuộc đời bạn là một bộ phim thì bạn không biết rằng bộ phim đó sẽ có cái kết như thế nào. Kết hạnh phúc, kết bi thương hay là một cái kết mở. Nhưng bạn biết, trong quá trình bộ phim đang chiếu, bạn sẽ tận hưởng tất cả khoảnh khắc, những mối quan hệ xung quanh bạn, những gì bạn thực tế đã trải nghiệm. Bạn không quá chăm chút về vẻ bề ngoài đâu. Tại vì chim sẻ nó đâu có đẹp, nhưng chính cái sự giản dị của nó lại khiến cho ai ai cũng muốn nhìn ngắm. Bạn không thích trang điểm hào nhoáng, bạn không thích sử dụng những món đồ quá đắt tiền, và bạn không muốn khoe khoang với mọi người rằng cái đồng hồ tôi đang đeo trên tay với giá trị là bao nhiêu, cái xe máy tôi đang chạy với giá trị là bao nhiêu. Bạn không khoe của, bạn thể hiện sự mộc mạc giản dị nhất đến với tất cả mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì bạn nghĩ như thế này nè, tôi như thế nào thì tôi sẽ thu hút những cái nguồn năng lượng tương tự như vậy. Thành ra nếu như bạn cố tỏ ra mình là một người ham mê vật chất, bạn tỏ ra mình là một người thực dụng, thì bạn chỉ thu hút những cái thứ như vậy mà thôi. Những con người sống vì vật chất, những con người thích khoe khoang những cái sự hào nhoáng. Mà chim sẻ như hồi nãy mình nói mà, nó là gì? Nó là đại biểu cho một tình yêu. Và nó cũng là đại biểu cho sự kết nối về mặt linh hồn, không ham mê, không mưu cầu vật chất. Bởi vì chính bạn là như vậy, cái nguồn năng lượng của bạn là như vậy. Mà bây giờ mình nói rằng bạn là chim sẻ thì bạn cũng vui vẻ mà thôi. Ê chá, bài rơi. Đợi mình một chút nha. Trong lúc mình xào bài thì mình có làm rơi 2 lá bài. Đây. Mình đang xào thế, coi trong tương lai bạn có sự chuyển hóa gì hay không. Theo kiểu như là từ chim sẻ mà tiến hóa thăng cấp lên thành một cái loài nào đó. Có khi nào bạn sẽ trở thành khổng tước hay là trở thành phượng hoàng. Mình đang thực hiện trải bài như vậy đấy. Và câu trả lời lần này là gì nào? Có sự chuyển hóa nha. Trời ơi, đây là lý do tại sao mình lại thực hiện trả bài này. Có nghĩa như thế này nè. Nếu như ở thời điểm hiện tại bạn vẫn nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó tuyệt vời làm sao. Mình không có nói rằng là bạn đang ở trong mối quan hệ tình yêu với ai đó nha. Nhưng mà cái quan điểm về tình yêu của bạn ấy, tình yêu là một điều vô cùng thiêng liêng và cao quý. Ít nhất trong cuộc đời này chúng ta phải một lần trải nghiệm tình yêu là gì. Cho dù không đi đến cái kết của hậu, nhưng ít nhất chúng ta đã thực sự trải nghiệm nó và dùng chính tâm của mình này để cảm nhận thứ gọi là tình yêu. Thì ở thời điểm tương lai, bạn sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Có một cái sự thật nào đó, có một cái điều gì đó nó kích động bạn. Kiểu giống như là trong đêm đen, bỗng nhiên lóe ra một tia chớp, đánh sập tòa tháp vậy đó. Suy nghĩ nhận định của bạn ở trước kia, ở quá khứ, tan thành mây khói. Và điều đặc biệt là gì? Bạn sẽ có một nhận thức khác hoàn toàn về chuyện tình yêu luôn. Bạn không còn tin vào chuyện tình yêu nữa. Kiểu giống như
tình yêu nó không phù hợp với tôi. Mà hồi nãy mình nói rồi, chim sẻ nó đại biểu cho tình yêu. Mà bạn không còn nghĩ đến tình yêu nữa, bạn không còn một cái góc nhìn tốt đẹp về tình yêu thì chắc chắn bạn không còn là chim sẻ. Vậy hình thái tiếp theo của bạn là gì? Chính là khổng tước. Thay vì bạn dành thời gian đầu tư vào những mối quan hệ xung quanh, bạn sẽ dành thời gian đầu tư nhiều hơn cho công việc và tình hình tài chính của mình. Và khổng tước đại biểu cho điều gì? Đó là tiền tài và uy quyền. Bạn sẽ chuyển hóa từ chim sẻ sang khổng tước. Giống như cái sự phân vân khi mà bạn lựa chọn tụ bài vậy, bạn có sự phân vân giữa việc lựa chọn tụ bài số 1 và tụ bài số 2 đúng không? Kiểu bạn cứ nhìn qua, xong bạn lại chú ý tụ bài số 1. Thế là bạn chọn tụ bài số 1. Bởi vì tụ bài số 1 là tụ bài thu hút bạn ở thời điểm hiện tại. Còn tụ bài số 2 sẽ chính là hình thái của bạn trong tương lai. Mình sẽ không nói nhiều về tương lai đâu, bởi vì trả bài thông điệp lần này là bạn là chim sẻ, khổng tước hay phượng hoàng, cho nên mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Và mình bật bí cho bạn trước về tương lai, đó là trong tương lai bạn sẽ gặp một cái biến cố. Vậy nó khiến cho bạn thay đổi hoàn toàn nhận thức và định nghĩa về tình yêu. Bạn cũng sẽ không còn tập trung nhiều cho việc xây dựng mối quan hệ, mà tập trung nhiều hơn cho việc phát triển bản thân mình, nâng cao quá trình tìm kiếm và thu lại những giá trị tiền tài vật chất xứng đáng với năng lực của bạn. Khổng tước. Bạn cũng sẽ chăm chút nhiều hơn cho vẻ bề ngoài. Tại vì sao? Khổng tước là đại diện cho vẻ đẹp, cho uy quyền, cho sự cao quý. Và nó được xem là biểu tượng của những người quý tộc và hoàng gia. Tương lai bạn sẽ như vậy, thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách, thay đổi luôn cả suy nghĩ bên trong lẫn cách mà bạn đón nhận cuộc đời này. Nếu như quá khứ và hiện tại bạn không quá để tâm nhiều về vấn đề tài chính, thì trong tương lai bạn sẽ tập trung nhiều hơn về vấn đề tài chính đấy. Hiện tại như thế nào thì tương lai khác hoàn toàn luôn, lột xác hoàn toàn theo một hướng tốt hơn. Chỉ có cái chuyện tình yêu này nó hơi bi quan chút xíu nè. Rồi, chắc là mình sẽ dừng trả bài của bạn tại đây đi. Mong rằng trả bài lần này của bạn sẽ khiến cho bạn vui ở thời điểm hiện tại và đừng có lo lắng nhiều về tương lai. Đặc biệt là hai lá bài này, bạn nhìn vào thì bạn sẽ có vẻ sợ sệt đúng không? Kiểu sụp đổ xong rồi không còn niềm tin vào tình yêu này. Nhưng bạn hãy xem đó là bước điểm để bạn tập trung nhiều hơn cho bản thân mình. Mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 2, cho câu hỏi: bạn là chim sẻ, khổng tước hay phượng hoàng? Bây giờ chúng ta sẽ kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trả bài cho câu hỏi này nhé. Bạn là chim sẻ. Ồ, mình chưa kịp nói xong. Bạn tự bóc bài luôn sao? Trời ơi, bất ngờ chưa? Bạn là chim sẻ, khổng tước hay phượng hoàng? Đó, bài tự động nhảy luôn nè mọi người. Giận mọi người dễ sợ. Trời ơi, tụi bài số 2 vội vàng thế. Bạn là khổng tước. Ba tụi bài chắc là bài hình thái khác nhau quá. Biết tại sao không? Cái lúc mà mình thực hiện trải bài cho tụi bài số 1 á, thì mình có nói rằng tụi bài số 1 nó sẽ có sự chuyển hóa về hình thái. Và tụi bài số 1 là hình thái của chim sẻ, qua một hình thái mới là hình thái của khổng tước. Và mình nó có cầm cái lá bài này lên thì mình nghĩ rằng có khi nào mình nói như vậy thì lỡ mình trải bài tụ bài số 2 nó ra khổng tước thiệt hay không. Và kết quả là gì? Nó ra khổng tước thiệt đó. Các bạn chính là khổng tước, đại diện cho điều gì? Đó là tiền tài, thịnh vượng và quyền uy. Bạn đơn độc. Bạn là một người đơn độc trên hành trình của mình. Ở thời điểm hiện tại bạn đang tìm cách cân bằng lại dòng cảm xúc hỗn loạn bên trong. Tại vì sao? Bạn đang tìm kiếm một cộng đồng nào đó thuộc về bạn đúng không? Bạn đang tìm kiếm một người thấu hiểu bạn, một người có thể ủng hộ những quyết định của bạn. Dạo gần đây không biết có chuyện gì khiến cho bạn lo lắng dữ vậy ta? Sống thật với con người mình. Bạn đang muốn mọi người công nhận con người thật của bạn. Bạn đang muốn thể hiện con người thật của mình. Nhưng bạn lại có những cái nỗi sợ vô hình, những cái nỗi sợ theo kiểu như là trước đây bạn đang mang một cái hình tượng vô cùng tốt, một hình tượng cao sang, một hiện tượng phải gọi là như thế nào, nó giống như là một con khổng tước kiêu ngạo, thành danh,
cao quý. Và khi mà bạn đang chuẩn bị chuyển sang một cái bước ngoặt, đó là bạn thay đổi hành trình của bản thân để đi vào một cái cuộc hành trình mới trong việc nâng cao giá trị tinh thần của bạn. Bạn lại sợ. Bạn sợ người khác đánh giá bạn, bạn sợ ánh nhìn của người đời. Bạn thu lại cái đuôi. Khổng tước, Việt Nam mình gọi là con công đấy. Con công nó xòe đuôi ra nó sẽ rất là đẹp, nhưng bạn lại thu cái đuôi của bạn lại. Theo kiểu như là bạn đang sợ hãi rằng à, nếu như tôi thật sự sống với cái hành trình này, đi theo cái con đường này, thì liệu rằng những người khác còn ủng hộ tôi hay không? Liệu rằng những hình tượng cao quý, đẹp đẽ mà tôi vẽ ra từ quá khứ đến thời điểm hiện tại nó còn giữ được hay không? Thật ơ, bài tự động nhảy ra. Trời ơi, tụi bài số 2, các bạn tự động lôi bài ra luôn nè. Tụi bài số 2 là tụi bài rất là nhạy về vấn đề tâm linh. Thật, tần số năng lượng của bạn cao lắm, cho nên bài tự động nhảy ra ngoài, mình không cần phải bóp nữa. Ồ, một lá và một, đây, một lá đây nữa. Bài tự động nhảy ra. Quá trời quá đất rồi. Lá bài này xuất hiện liền. Hồi nãy mình bóc tụi bài số 1, lá bài này đại diện cho tụi bài số 2 đây. Và qua tụi bài số 2 nó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Bạn đang bị mắc kẹt trong vấn đề tài chính đúng không? Cái kiểu giống như là bạn sợ rằng nếu như bạn đi theo tiếng nói của mình, đi theo cái định hướng của mình, đi theo những cái gì mà trong lòng nó thôi thúc á, thì bạn sẽ gặp vấn đề về tài chính, bạn sẽ có sự bất an liên quan đến tài chính và những rủi ro về tài chính. Nói tài chính thì cũng không đúng lắm, công việc cũng là tài chính đấy. Vật chất đi, tiền bạc đi, tiền bạc là đúng hơn. Bạn đang sợ về vấn đề tiền bạc đây. Và bạn sợ rằng nếu như tôi từ bỏ đi những gì mà tôi đang có để đi theo một cái mà tôi không biết rằng nó có dẫn tôi đến sự thành công hay không, thì liệu rằng những đồng tiền nó có biến mất? Bạn đang đặt một câu hỏi như vậy. Thì câu trả lời của mình như sau nè. Hãy tin vào trực giác của bạn. Hãy tin vào sự thôi thúc bên trong của bạn. Trời ơi, mình cắt móng tay sát quá cho nên bây giờ mình khui bài nó khó. Đây, hãy tin vào những gì mà bản thân bạn thôi thúc bạn. Bởi vì sao? Có mở đầu thì sẽ có kết thúc. Hãy chuyển hóa đi. Hãy thay đổi góc nhìn đi. Hãy kết thúc một điều gì đó mà bạn không cần thiết nữa. Ví dụ, bạn đang có định hướng về một loại hình kinh doanh mới, hay là bạn đi theo một con đường mới, một lĩnh vực mới đúng không? Mà cái lĩnh vực này buộc bạn phải từ bỏ công việc hiện tại. Thì lời khuyên đó là gì? Hãy dũng cảm từ bỏ công việc hiện tại. Dù biết rằng hành trình sắp tới sẽ là một hành trình không dễ dàng đâu. Bạn nghĩ đi. Đây, lá bài này cũng là lá bài về khổng tước này mọi người. Đây, để mình ấy màn hình cho rõ. Khổng tước này, bạn chính là con khổng tước này. Để từ một con khổng tước này có thể được lọt vào trong một tượng đài của sắc đẹp. Đúng không? Khổng tước nó có vẻ đẹp của nó, nhưng để mọi người đều có thể công nhận rằng nó đẹp, nó là đại biểu cho sự quyền uy và tiền tài, thì nó phải tốn ra một thời gian rất là lâu. Không phải một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mà là tới vài thế kỷ. Để rồi khi mọi người nhìn vào nó, chính cái việc mà nó tiến hóa không ngừng để trở thành một phiên bản xinh đẹp như bây giờ, khiến cho mọi người ngưỡng mộ và nói rằng ôi, bạn thật đẹp. Ôi, loài khổng tướng này chính là biểu hiện, chính là đại diện của uy quyền và tiền tài. Bạn sẽ ở một vị trí cao, một vị trí mà ai ai cũng phải ngước nhìn, ai ai cũng phải ngưỡng mộ bởi chính những gì bạn đang có, bởi chính những gì bạn đang làm. Nhưng trên hết, phải có một thời kỳ u tối. Đó là một thời kỳ bạn không nhận được sự công nhận. Hành trình của bạn khó khăn vất vả hơn người ta nhiều. Để có thể chuyển hóa, để có thể thay đổi tình hình, trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn, bạn cũng phải gặp những vấn đề khó khăn. Con đường bạn đi không phải là con đường dễ. Đây, mình nhìn đây, bạn đã có định hướng cho bản thân mình rồi. Nhưng định hướng của bạn nó không dễ đâu. Bởi vì sao? Rời xa tiền tài, rời xa vật chất, rời xa những giá trị thực tại để đi tìm kiếm những giá trị về tâm hồn, những giá trị về tinh thần, nó không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là trong thời đại bây giờ, khi mà ai ai cũng chạy theo vật chất, ai ai cũng chạy theo những xu hướng, những tham vọng thực tại,
Còn bạn? Khó đó. Nhưng yên tâm, sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng nếu như bạn quyết tâm với nó. Để mình trả cho bạn một trải bài, đó là bạn có tương lai sẽ như thế nào, liệu rằng có sự chuyển hóa gì hay không. Tại vì trả bài lần này ngắn thôi, cho nên mình sẽ nói ngắn gọn. Tiếng chuông đã ngân rồi, tiếng chuông nhà thờ đã ngân. Chuyển mình, liệu trong tương lai bạn có sự chuyển mình không, hay là một sự biến đổi nào đó. Bạn sẽ tìm được một cộng đồng thuộc về mình nếu như bạn chấp nhận bản thân bạn và đi theo những định hướng mà bạn mong muốn. Những khát vọng của bạn, kế hoạch của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Sẽ có người tiến đến hành trình của bạn để đồng hành cùng với bạn. Cực kỳ vui vẻ đấy nhá. Đây là một mối quan hệ tốt đấy. Nó, mình sẽ không khẳng định đây là một mối quan hệ tình yêu đâu, nhưng mà mối quan hệ này sẽ khiến cho bạn tự tin hơn về hành trình của mình. Hành trình sắp tới sẽ là một hành trình đem đến cho bạn nhiều cơ hội. Đây, cơ hội, nhưng nó cũng sẽ đem đến cho bạn những áp lực vô hình. Cái gì cũng phải có giá của nó mà đúng không? Cơ hội cũng đi kèm với những áp lực. Nhưng quan trọng ở đây là gì? Bạn có dũng cảm đối mặt nó hay không? Bạn chưa đến mức chuyển hóa thành một dạng mới đâu. Ví dụ như là hồi nãy từ bài số 1 là trong tương lai các bạn ấy sẽ chuyển hóa thành khổng tước, từ chim sẻ thành khổng tước. Thì mình nghĩ, có khi nào từ bài số 2 có chuyển hóa từ khổng tước sang phượng hoàng hay không? Nhưng kết quả là không nha, tại vì bạn vẫn còn trong quá trình thay đổi, trong quá trình thật sự là bản thân mình, trong quá trình tiếp cận những giá trị của bản thân, những giá trị mà bạn thầm mong muốn, những giá trị mà bạn khát khao để được trở thành chính bản thân bạn. Và nó trong quá trình đó. Vì vậy, ở tù bài số 2 mình chỉ có thể nói một vài cái từ khóa thôi. Sắp tới sẽ có mối quan hệ bước vào cuộc đời của bạn và bạn sẽ cảm thấy hân hoan về mối quan hệ này. Cơ hội về hành trình sắp tới sẽ là một cơ hội khả thi đấy nhé. Đây. Nhưng đồng thời nó sẽ khiến cho bạn rơi vào một số trạng thái bị động đấy. Dù tốt hay xấu, bạn hãy đón nhận mọi thứ bằng góc nhìn tích cực nhất và chủ động đón đầu với những thử thách khó khăn. Bởi vì sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúc các bạn thành công. Mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Thao Đất Xanh Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tù bài số 3, cho câu hỏi: bạn là chim sẻ, khổng tước hay phượng hoàng? Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi này nhé. Nếu như tù 1 là chim sẻ, tù 2 là khổng tước, vậy tù 3 có khi nào là phượng hoàng hay không nhỉ? Cùng chờ đón nào. Gần thôi. Bạn kiểu giống như là một vật thể gì đó bị đốt cháy. Rồi từ cái vật thể đó nó sẽ bay lên một con phượng hoàng. Đó, bạn đang trong cái giai đoạn bị đốt cháy. Đây. Bạn đã vượt qua được những cái tổn thương cực kỳ đau đớn về tinh thần, về cảm xúc, về con tim của bạn, về chuyện tình cảm của bạn. Và bạn dùng cảm đối mặt với nó. Bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn chấp nhận vượt qua những khó khăn, trở ngại và tập trung nhiều hơn cho hành trình phát triển. Hành trình này là hành trình về công việc, về sự nghiệp chứ không liên quan đến tình yêu ở đây nữa. Bạn đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình. Ủa? Thoát khỏi sự cô đơn. Thoát khỏi những điều mà bạn coi nó là bế tắc. Đã có một thời gian bạn rơi hoàn toàn vào một trạng thái bị động, chán trường, gần như là bỏ cuộc, gần như là trốn ở một cái nơi nào đó để chữa lành, để hàn gắn lại những cái vết thương tận sâu trong lòng của bạn. Nhưng sau một khoảng thời gian, bạn dũng cảm đứng lên và tiếp tục bay, đi tìm một niềm hạnh phúc mới. Và niềm hạnh phúc này không phải là niềm hạnh phúc về tình cảm, cũng không phải là niềm hạnh phúc về giá trị tinh thần, mà nó là sự tập trung về giá trị vật chất, về công việc của bạn.
trở thành một người chủ động hơn. Ngay mà bạn vẫn còn đang trong quá trình thôi. Bạn vừa mới bị đốt thành tro. Và sau cái sự chuyển hóa này trở thành Phượng Hoàng hay không là do bạn. Mình không khẳng định bạn là Phượng Hoàng nha. Nhưng bạn kiểu giống như là quả trứng. Trong cái đống tro đó lộ ra một quả trứng. Còn quan trọng là cái quả trứng đó nó nở thành con hay nó trở thành một cái quả trứng ốp la thì mình không biết. Trời ơi là trời. Sự chuyển hóa của bạn là một sự chuyển hóa đầy bí ẩn. Theo kiểu như là một thời gian tôi đã từng trải qua những cái giai đoạn này nè. Thăng trầm trong cuộc đời nè, thành công trong công việc nhưng thất bại trong chuyện tình trường nè. Rồi mất niềm tin vào bản thân, rơi vào trạng thái bị động. Những tổn thương trong cảm xúc đã khiến cho bạn đau đớn và gục ngã. Tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng bạn lại có thể vượt qua được những cái điều này. Wow, thật là tuyệt vời. Và lá bài này, bạn nhìn đi. Lá bài này là lá bài ta nói nó đơn giản nhất trong ba lá. Để mình lấy lại cho bạn ba lá nha. Nè, lá này là màu sắc nhất. Mà nó lại là chim sẻ. Màu sắc nhưng lại đơn điệu. Lá này kêu xa, khổng tước. Còn lá này đơn điệu quá nè. Đúng theo kiểu đúng một quả trứng luôn ấy. Đây là mặt trăng nhưng mà nhìn nó như quả trứng á. Thì bạn đây, bạn chính là quả trứng ở trong cái đống tro tàn. Và quả trứng này có nở thành công thành Phượng Hoàng hay không? Tất cả là tùy thuộc vào bạn đấy, tùy thuộc vào chủ thể. Yên tâm nha, ở thời điểm hiện tại bạn đã dũng cảm hơn trước rồi. Nếu như trước kia khi mà bạn đang coi cái video của mình, bạn còn rơi vào cái trạng thái tiêu cực và đang tìm cách bước ra khỏi cái bóng đêm đó. Đây, giống như con bướm bướm ấy, tìm cách bay ra khỏi bóng đêm. Thì bây giờ bạn đã bước ra khỏi bóng đêm đó rồi. Và bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cưỡi một chiến mã, cầm thanh kiếm sắc bén để tiến về phía trước không còn sợ gì cả. Và điều quan trọng ở đây là gì? Đó là bạn đang trong quá trình hoàn thiện hơn về hành trình của mình. Mà dù bạn biết hành trình này nó đang có một vài cái giai đoạn khó khăn, khúc mắc, những cái gian truân. Nhưng trên hết, những điều này sẽ không cản bước chân của bạn. Bởi vì sao nào? Bởi vì hành trình của bạn là một hành trình tiến về phía trước. Ở thời điểm hiện tại, những ai đang gặp vấn đề về công việc, tình hình công việc của bạn sẽ được cải thiện. Đây, lá bài tích cực trong vấn đề công việc tiền tài vật chất. Những ai đang chờ mong về một khoản tiền nào đó đến với bạn, sắp đến rồi. Khoảng chừng 5 ngày hay 5 tuần gì đó. Nói chung là có số 5 ở đây. 5 ngày à? 5 tuần. Bây giờ là đầu tháng, giữa tháng gì đó. 5 tuần thì chắc qua đầu tháng sau. Một khoản tiền sẽ đến bên bạn nha. Cái phần khung thời gian thì bỏ qua đi. Nhưng mà mình nói thật là sẽ có một khoản tiền đến bên bạn đấy. Và khoản tiền này là khoản tiền bạn chờ đợi rất là lâu rồi. Hoàn toàn xứng đáng với bạn. Nó có thể giải quyết tình hình tài chính cho bạn. Và đồng thời đem đến cho bạn niềm hy vọng hơn. Kích thích sự chủ động của bạn nữa kìa. Để mình trải cho bạn một trải bài như thế này. Trong tương lai sự chuyển hóa của bạn sẽ là gì? Trong tương lai... Ủa sao mình... ấy bài ngược. Xin lỗi mọi người. Trong tương lai, bạn sẽ có sự chuyển hóa như thế nào? Liệu bạn có trở thành Phượng Hoàng hay không? Phượng Hoàng đại biểu cho sự vĩnh hằng. Mà để có được sự vĩnh hằng đó, nó phải thực hiện nhiều lần việc chết đi và sống lại. Bạn cũng vậy. Trong thời gian tới mình không khẳng định bạn sẽ trở thành Phượng Hoàng đâu. Bởi vì sao? Quá trình của bạn rất lâu. Đấy, bạn vẫn còn gặp lặp đi lặp lại cái việc tái sinh lại, tái sinh lại, tái sinh lại. Nhưng thông qua mỗi lần bạn chết đi sống lại, thông qua những lần bạn đau khổ và vực dậy tinh thần, bạn sẽ ngày càng thông tuệ, sáng suốt, lý trí hơn rất là nhiều. Bạn không còn bị quấy nhiễu bởi những ham mê vật chất, bởi những sự hào nhoáng bên ngoài. Bạn sẽ đánh giá mọi thứ dưới góc nhìn rạch ròi mọi thứ, không thiên vị, không bị lu mờ, không bị cám dỗ, cũng không bị những người khác thao túng tâm trí của bạn. Bạn sẽ sử dụng chính góc nhìn của mình để nhìn nhận mọi thứ. Và đồng thời, bạn cũng buông bỏ được những áp lực trên vai của mình. Không còn bám víu những điều không thực sự thuộc về bạn. Không còn phải gánh vác trên vai những thứ khiến cho bạn cảm giác mệt mỏi nữa. Biết dừng đúng lúc, biết buông, biết nắm. Cho mình một lá bài cuối cùng đi. Để cho xem tôi coi là khi mà bạn đã sẵn sàng mọi thứ rồi, khi mà bạn đã đến một cái giai đoạn nào đó mà mạnh mẽ, thì bạn có thể trở thành Phượng Hoàng hay không? Một lá duy nhất. Phượng Hoàng. Bạn đích thị là Phượng Hoàng.
mạnh mẽ, thể hiện chính con người thật của mình, nhận được sự kính trọng của người khác. Bạn chính là Phượng Hoàng. Nhưng hiện tại bạn vẫn còn là tro tàn nha. Mình nói rồi đó, hiện tại bạn vẫn còn tro tàn. Trong tương lai bạn vẫn trong quá trình chuyển hóa. Và đến một cái giai đoạn khi mà bạn không còn bị bất kỳ một điều gì ảnh hưởng đến bạn nữa, thì bạn chính là Phượng Hoàng. Bạn là Phượng Hoàng. Bởi vì sao? Giống như tinh thần của lá bài này, không điều gì có thể ảnh hưởng đến bạn. Không điều gì có thể ảnh hưởng đến bạn. Đó, mình nhấn mạnh nhiều lần như vậy. Tương lai bạn sẽ là Phượng Hoàng, nhưng hiện tại bạn là tro tàn. Và hãy cố gắng lên, dành thời gian của mình để ấp nở quả trứng. Mình hy vọng tương lai bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ đấy. Mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Mong rằng trả bài lần này sẽ khiến cho bạn vui và có niềm tin hơn về tương lai sắp tới. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.